Và bây giờ xin mời quý vị cùng đến với những thông tin thú vị về đời sống và sức khỏe trong chuyên mục Sống Khỏe. Kính thưa quý vị, chúng ta vẫn thường có câu nói cửa miệng đó là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Và trong những cách phòng bệnh như thế thì một trong những điều mà chúng ta, Ngọc Diễm nghĩ rằng cũng nên quan tâm đó là việc lựa chọn những loại thực phẩm như thế nào để giúp chúng ta tăng cường hệ miễn dịch, đặc biệt là với những bệnh thông thường, ví dụ như là cảm cúm chẳng hạn. Đầu tiên là sữa chua. Trong sữa chua có chứa nhiều vi khuẩn probiotic rất là phong phú. Các vi khuẩn probiotic có hiệu quả có thể bảo vệ đường ruột và hạn chế sự sinh sản của vi khuẩn gây bệnh. Đồng thời, các lactobacillus có trong sữa chua có thể thúc đẩy sự phát triển bình thường của các tế bào bạch cầu trong máu. Nấm cũng là loại thực phẩm mà quý vị nên thường xuyên đưa vào bữa ăn hàng ngày, bởi vì nấm rất là tốt cho việc cải thiện khả năng miễn dịch. Điều này có được là do nấm đóng một vai trò rất quan trọng trong việc tăng cường hoạt động của những tế bào bạch cầu trong cơ thể bạn. Và đối với những người mà có thể chất yếu thì có thể sử dụng nấm như là một trong những nguyên liệu để chế biến thức ăn hàng ngày. Thứ ba là trà. Trà được coi như là một thực phẩm có khả năng tiêu diệt vi khuẩn và phòng ngừa bệnh cúm. Uống trà mỗi ngày có thể đẩy nhanh sản xuất interferon kháng virus và cải thiện khả năng miễn dịch của con người để cúm. Đồng thời, uống trà có thể giúp bạn giảm bớt ngộ độc thực phẩm, bệnh sốt rét, bệnh lao phổi và beriberi. Chúng tôi cũng đã nhiều lần nhắc đến tỏi và lần này thì Ngọc Diễm xin được tiếp tục nhắc đến tỏi, bởi vì tỏi có chứa một hàm lượng cao allicin. Allicin thì có hiệu quả giúp bạn chiến đấu chống lại nhiễm trùng và vi khuẩn. Và nếu như ăn tỏi thường xuyên thì nguy cơ mắc bệnh ung thư ruột kết và ung thư dạ dày thậm chí được giảm. Và trong khoai lang có nhiều vitamin C giúp ngăn ngừa bệnh cảm và virus cúm. Đồng thời, vitamin C cũng rất cần thiết cho xương và răng, tốt cho hệ tiêu hóa và quá trình hình thành các tế bào máu. Ngoài ra, vitamin C còn góp phần chữa lành vết thương, tạo ra collagen, giữ cho làn da luôn luôn tươi trẻ, giảm stress và bảo vệ cơ thể khỏi những độc tố có nguy cơ gây ung thư cao. Hy vọng là những thông tin vừa rồi sẽ giúp quý vị có được sự tốt hơn trong việc lựa chọn những thực phẩm, đặc biệt là những thực phẩm giúp chúng ta tăng cường hệ miễn dịch.